một phụ nữ F1 cởi quần áo để chống đối việc đưa đi cách ly. Tối ngày 23 tháng 8, Công an xã Diễn Kỷ cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An đến nhà cưỡng chế đưa bà HTH, trú xã Diễn Kỷ, là F1 đi cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Theo đó, bà H có tiếp xúc với một người dương tính với COVID-19 nên là F1. Theo quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ, bà H phải đi cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, bà không đi cách ly y tế, vẫn ở nhà sinh hoạt bình thường. Cán bộ y tế và chính quyền địa phương giải thích bà cũng không chấp hành. Các cán bộ công an và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ đến nhà vận động, thuyết phục 2 giờ đồng hồ, nhưng bà không đi cách ly mà đóng cửa ngồi trong nhà. Bà còn có hành vi chửi bới, lăng mạ, cởi quần áo. Công an xã và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ đã cưỡng chế đưa bà đi cách ly tập trung tại điểm cách ly trường mầm non xã Diễn Kỷ. Hiện nay, toàn huyện Diễn Châu có tổng 73 ca nhiễm COVID-19 và huyện này đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.